Cổ của em. Cổ em bữa nay đích quá nhọn. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Rồi, giờ xin mời cả nhà và anh em đồng nghiệp theo chân mình và bẫy đây, lên lấy. Tụi em siêu cao. Siêu cao mà cổ em hôm bữa trước á. Siêu cao mà không luôn. Cổ em hôm bữa trước này. Đông kim đuốc này. Đây. Cổ em đây cả nhà. Đó. Cổ em. Cổ em bữa nay đít quá nhọn. Cổ em bữa nay ốm quá nhờ. Đít nhọn quá rồi. Nào, nên chờ chút nha, cả nhà chờ chút. Rồi, đây cả nhà. Đấy, tụi em ấy. Ồ, ê. Đập đánh lên bể hơ nó luôn rồi. Đây. Ui, đây, cả nhà, thay tụi em ấy. Chú khủng nhá. Rồi, ra đây. Ôi. Không sim rồi. Ôi, nhẹ rồi. Ôi. Cái đầu mặt sao như hôm bữa anh à. Ôi, cũng đang làm biếng à. Ui, nhiều cái này, cái tổ này mà. Nó làm gì đâu mà. Đang mặc những đá như ổ tổ nãy ra. Nãy nhìn. Ui. Bắt lứa chứ nào này. Rồi nó mất cái dây nữa. Nhưng nó cứ tìm bắn nó vậy không? Nó dạt trên này nè. Tìm bắn. Tìm bắn to đi. Có bù hút khúc đó mà. Bảy lần bẫy lên. Đấy, nó chuồng nhanh tần. Ôi que. Mình là nhanh tần này mình ngồi luôn. Quầy thơ đây mà bẫy tép quần là đó đỡ chôm chôm lên liền không chết luôn hả? Đỡ hai chôm chôm râu điên điên đó không chết luôn chết tôi vậy. Tôm vào một cái kít. Cái này lần lần này cả. Nó nó không biết chứ mà thấy ông mặt đẩy bẫy nó chui vô con chút rồi mà. Nửa nó bâu vô con chút rồi. Lần cái nào ngồi luôn cái nhá. Ngồi quá. Cái tìm bắn ạ. Cái tìm bắn. Còn cho nó như đồng như có. Cái dạc lưu tinh 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 ấy. Có, ngồi dạc. Dạc khề không? Này, nó bể. Dây để nó quay cho. Rõ ràng cho cả nhà cùng xem nha.
quất đổ lúc lùm mà nánh quất nánh mưa rồi hai cả nhà cô hồi của tụi em tiếp chưa. Mình không biết thấy rõ không. Ủa, còn cái đầu đầu rồi, không biết rõ không. Xem mình máy chính nha cả nhà. Ồ, giặt dưới nó, tim này bẻ, nó thấy nó bù bù nốt. Ui, phấn hoa, mặt được động sổ mắt. Nó đâu mặt lại cả nhà xem. Trước khô đã khô. Khô đã chừa lại rồi mà đợt đây cũng không làm được nhiều hết nên anh em mình giờ xuống luôn, xuống chỗ luôn, làm chuyển đàng đi làm đàng mới luôn. Phải hình đồng. À, nãy quên cầm cái rửa lên rồi, thế. Ừ, mới quên. Quên cầm cái rửa lên rồi. Dở dàng vô đây tổ đã dần xuống luôn nên làm từ từ cho anh em vội vàng. Cái muối còn bây giờ cô chỗ nào không có mặt là tiếng anh xuống bánh mất tìm cái chỗ đó cũng tầm mét rưỡi chứ không nén này nha. Tối đầu kia thì cao rồi bị nổ trong chút chỗ đây của em cũng lúc dưới kia em lên lúc trên đầu rồi nữa. Wow. Cần dây đây nè, cần dây đây nè, cần dây đây nè, ừ, mà có biết chưa? Biết chứ đâu không ra này. Wow, nánh quá bà con ơi. Nánh quá độ. Biết nấu tao biết. Điều gì chén không biết. Ôi, điều. Chắc tụi em cứ dùm tụi em không có dùm trong mấy quay này. Tụi nhà không thấy được rõ tối. Rồi nó nánh. Trang trang. Wow, có nó lớn, có nó uốn lên thế. Ôi, cái này, nó mặc lắm. Ôi, lại đi mặc. Dây biết nhỏ giờ bắt cũng ngồi cô
Ý. Thôi coi bấy làm việc lấy mặt thôi. Bây giờ kia mày quá đổi tìm bên này khối tầng đây y mà không có tìm lại tìm y liền nên giả không mốt đấy muốn bù cây bên kia hả? Bù nàng dữ rồi quay vô nhảy nhảy quá vậy con nay này như chóp đầu thôi có nhảy nó cũng giật cho mặt nó lên tìm bánh bít đồ bấm ăn một cái ăn vô một cục mật tìm bánh bỏ trang lên rọt rọt đấy mơ rồi bố làm quá bỡ qua thăm anh Mỹ là nó làm cái tổ mà 38 kg nó khiếp đen không nó làm giấy mới làm nó làm dây vậy mà làm gì gầy rồi đục nó nhất ngay thôi quá không thấy mình nặng nặng cái tay rồi mới thấy mập nhiều hơn đâu đi con nào chờ nghỉ lên phim bánh lên lấy mà dài cũng như không quá dở nha tổ ra quá làm biết ơi toàn dân nhậu không phải dân lạ nó đụng chút mặt gì ảnh lo nhậu nhỉ dân nhậu mắt mà làm gì cối lại lên đây mặt
hay không là dựa lên cục đây. Đứng trong cây thu đủ rừng, cả là ngủ gia bì. Có người gọi ngủ gia bì, có người gọi ngủ ly bì nữa, biết phải không? Chích đeo dữ vậy? Chích nào? Chích ngon cái anh. Ngon đeo quá. Ờ, này chích cái ngoài kia kim nè. Mà gai. Thẹo miếng bánh nó nữa, rào quốc. Chía vô ôn phát nữa, đứt hàng nữa. Xúc quả này nha. Đấy, như nữa, cà sợi có rồi nha. Tới mập đây. Đấy. Kia cũng ngon. Kia nó có độ dài mà nó không phình ra. Nấu ra phình ra cái cành nhân trên kia lần nữa thử đi. Nhiều mập. Méo miệng mà đi rớt nó được cái nào giữa anh. Ủa, khối quá. Ủa, khối quá. Má, ông kia mà. Vậy. Ông kia cũng còn gưa luôn. Dẻo quá vậy không? Mấy ông kia phải to gưa nha. Làm ông mặt ấy. Tiếp mặt to. To, ông con nó gấp mấy lần. Mọc nè. Giữa trong 3-7 thành kích. Một cái mất. Không được. Làm trong 3-7 nhiều quá. Làm cái gì vậy trời ơi. Những xỉa cây này qua sở ngang ngoài. Ủa, mặt mèo của này đẹp, đúng đẹp, đúng thơm luôn. Cái cục mặt thơm phức. Mẹ đã trời ơi, mấy cái bì đúng bì quá. Tình bì rồi. Ít níu được không? Nên là yếu quá nha thằng này. Mình đứng đấy mình dịnh bì được. Thu đủ anh giòn lắm. Mình dám chơi. Vậy vô rớt nhanh kỳ vô luôn. Đất bì hồng ông đấy. Cái nhỏ nữa. Đục mặt kia ra ngoài, kia ra ngoài. Rồi, gọi là công trình khai thác mặt em xem tổ như cả nha.
nhớ subscribe kênh để theo dõi mấy anh em này và ủng hộ mấy anh em. Rồi chân thành cả nhà rất nhiều, mình xin dừng video ở đây rồi mình đi xuống rồi chứ, vừa trèo xuống vừa quay cũng không được.